Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, cho mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã và luôn xem video của mình và đã ủng hộ mình. Hôm nay mình lên với mọi người là hai chiếc bình. Một chiếc bình này, đây là bình này, là bình Kutani đời đầu luôn mọi người. Kutani đời xưa, và một em bình này là bình Anita, họa tiết vẽ bằng tay, kín bình luôn mọi người. Đấy, bình này bình Anita. Đầu tiên là mình sẽ quay giới thiệu với mọi người là một chiếc bình này trước. Bình này là bình Kutani nhé mọi người nhé. Kutani cổ. Đấy, họa tiết rất là đẹp luôn mọi người. Những cái chấm đen kín bình luôn mọi người ạ. Vẽ chim khổng tước nha mọi người nha. Và hoa này mình cũng không biết có phải như là cây hoa hồng leo ấy mọi người ạ. Đây là chuyện của nó đây mọi người ơi. Chuyện xanh Kutani đời đầu tiên luôn. Đời đầu tiên là nó là chuyện xanh. Sau qua cái thời chuyện xanh thì nó chuyển sang chuyện đỏ. Đây. Những cái gốm xanh này rất là quý mọi người nhé. Nó không như những cái gốm trắng. Đây là những cái này họ vẽ lên màu xanh rất là đẹp luôn. Đây là miệng nó đây mọi người. Rất là đẹp luôn, không có một bị một vết gì cả. Bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người. Kích thước miệng của nó là 13,5 mọi người nhá. Kích thước 13,5 và chiều rộng của cái bình này là 24. Vòng bụng của nó, để mình đo vòng bụng cho mọi người nhá. Vòng bụng của cái bình này là 80. Vòng bụng 80. Chiều cao là 25. Chiều cao của bình 25. Vòng bụng 80. Miệng bình là 13,5. Chiều cao là 25. Họa tiết vẽ gần như kín bình luôn. Bình này rất là đẹp luôn đấy mọi người ạ. Bình này thì nó quay lên video này thì mình không biết, nhưng mà mắt mình nhìn là nó rất là đẹp. Nó kiểu là hơi hơi cổ, hơi xưa. Hơi kiểu xưa bình. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ cái bình này xuống để mình quay với mọi người là cái bình này. Đây, bình này là bình của Adita mọi người nhé. Đây là bút ký của nghệ nhân ký. Bình thì bình của Adita. Đây, miệng nó đây. Bình không có một vết gì luôn mọi người. Họa tiết thì là vẽ hoa kín bình luôn. Đây là hoa này là hoa hồng à? Không phải hoa hồng. Đây là hoa mẫu đơn mọi người. Đúng rồi, hoa mẫu đơn mọi người nhé. Họa tiết vẽ kín bình luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Sau đó mình sẽ đo kích thước cho mọi người. Mọi người xem video của mình mà thấy thích cái bình nào thì mọi người cứ liên hệ với mình. Mình thì hiện tại đang sống và làm việc ở bên Nhật, nên là mọi người liên hệ với mình qua Zalo theo số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây, em quay cái chỗ miệng bình này nữa. Miệng bình nó có vẽ nữa mọi người. Kẻ vẽ vàng nha mọi người nhé. Đấy, đây quay ở cái dưới này. Mình xung quanh luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đo kích thước cái miệng cho mọi người xem nhé. Kích thước của miệng của nó là 12,3. Tính 12 đây mọi người. Chiều cao của nó là 24. Bụng bình. Xem vòng bụng của bình thì cái này nó chắc nó nhỏ hơn cái kia. Nó tầm cái kia 80 thì cái này chắc phải tầm 70 mọi người ạ. Mình ngồi nó cao, cái bình này nó cao nên là mình khó nhìn quá. Ngày hôm nào mình
mình sẽ mua cái thước của thợ may mình làm, mình quay à, mình đo này mới được, đo bằng cái thước này nó rất là khó đo. 75 mọi người nhé, vòng bụng của này là 75. Đây, bình này rất là đẹp luôn. Đấy. Để mình quay lại một lần lượt nữa cho mọi người xem. Bình này bình Adita mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đặt nó vào đây. Mình cho này xuống xong rồi để mình quay cho mọi người xem. Đây mọi người. Cái kệ này nó của nó không phải là của bình đâu mọi người nhé. Kệ này không phải là của bình, nó không vào được. Nếu mà bình thường là cái kệ này nó là của cái bình khác, nó sẽ nhỏ hơn một chút thì là cái này nó sẽ đặt xuống. Đây mình chỉ là lấy cái này để mình để lên mình quay cho mọi người xem thôi. Đây hai chiếc bình. Bình này bình Kutani mọi người nhé. Mình nhắc lại, bình này bình Kutani, bình này là bình Arita. Anh quay cái hình con chim ra ngoài. Đây, hình con chim đây. Đấy, hai cái bình này em quay từ bên này sang cho mọi người cùng xem. Mọi người ơi, cho mình xin phép là mình nhắc lại thông tin liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Mình thì hiện tại là đang sống và làm việc ở bên Nhật. Mình thời gian mình nghỉ thứ bảy chủ nhật thì mình rỗi thì mình cũng có sưu tầm thêm một chút gốm này và chia sẻ cho những bạn nào cùng đam mê về gốm. Thì nên mọi người ai mà muốn nhu cầu nào mà lấy một cái bình nào mà để trưng chuẩn bị đến Tết rồi, kiếm một cái bình đẹp mà lại mang thương hiệu Nhật Bản như cái Kutani này, nó thời cổ rồi. Cổ thì không phải cổ, mình chỉ nói là xưa thôi mọi người. Xưa rồi, nó cũng có tuổi rồi. Nên là mọi người trưng bày cái này vào, khách vào nhà nghe nhìn thấy cái bình hỏi ở đâu, bình Nhật loại nào, loại Kutani là cũng nổi tiếng ở bên Nhật này rồi. Đấy, thôi mình xin phép mình kết thúc video đây mọi người nhé. Mọi người có muốn biết thông tin thêm về cái bình thì mọi người cứ liên hệ mình qua số điện thoại Zalo 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi mình xin phép mình chào tất cả mọi người và mọi cho mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video của mình nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào mọi người, bye bye mọi người.